Xin chào các bạn, tôi là ADN. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn bài tiếp theo trong series tìm hiểu về JavaScript và jQuery. Thì ở bài trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn là bài số 5 là hướng dẫn các bạn để lấy dữ liệu với cái Pixabay qua cái API của họ. Thì chúng ta có thể tìm kiếm rất là đơn giản những cái ảnh và về một cụm từ nào đó mà các bạn muốn tìm kiếm. Sau đó chúng ta sẽ lấy được ảnh từ cái Pixabay về qua cái API. Thì sau khi mà làm cái bài 5 này xong thì có nhiều bạn đã comment hỏi mình rằng làm thế nào để nó hiện ra cái ảnh mà giống như Pixabay này mà ảnh có thể sắp xếp liền nhau được, nghĩa là nó không quan trọng là độ rộng hay là chiều cao hay là chiều rộng của nó như nào mà nó đều có thể sắp xếp vào nhau một cách gọi là rất là hợp lý như thế này. Thì cái điều này thì nó được trả lời rất là đơn giản thôi. Thì các bạn có thể lấy cái thư viện Flex Image. Cái này thì là thư viện mà chính bên Pixab họ viết và họ cung cấp cho chúng ta luôn. Thì các bạn sẽ có thể tiến hành ghép một cách đơn giản với cái bài này của chúng ta. Thì tôi sẽ dẫn các bạn đi vào bài này luôn. Ok, thì điều đầu tiên là các bạn phải download cái thư viện Flex Image này về. Sau khi mà download xong thì chúng ta sẽ được một cái bộ file nén như này. Thì chúng ta giải nén ra được một thư mục như này. Thì các bạn copy cái file CSS và cái file JS này vào trong cái folder mà chúng ta đang làm việc. Đây thì ở đây tôi đã copy vào cái JS này là cái file này và CSS là cái file Flex Image CSS này. Đấy, thì ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành code luôn. Thì điều đầu tiên là chúng ta phải import mấy cái file này vào nhá. Đấy, import file CSS này vào, được chưa? Rồi, ok, tiếp đến chúng ta import file JS này vào. Nó đơn giản thôi, không có gì cả. Đó, thì sau khi import vào thì chúng ta sẽ phải xem là cái doc của cái thằng Flex Image này nó hướng dẫn các bạn như nào. Thì đây, nó hướng dẫn rằng cái cụm selector gọi cái hàm Flex Image truyền các cái giá trị vào. Thì giá trị này nó họ cho sẵn cái setting ở đây là có thể là container này, có thể là object. Thì đây giải thích này, selector hoặc là cái ảnh cụ thể mà cái bao của những cái ảnh cụ thể đấy. Đấy thì các bạn đọc và các bạn sẽ hiểu về nó, hoặc là có thể truyền được cả cái chiều cao của một row này vào. Đấy, có nghĩa là cái chiều cao maximum họ giải thích ở đây. Đấy các bạn thấy không? Thì rất đơn giản thôi, họ cho cả ví dụ về cái đoạn này. Đấy thì các bạn đơn giản là các bạn chỉ cần thay cái đoạn code vào đây. Để trước mình làm thì bạn thay vào đây. Đây. Mình làm cho nó nhanh nhá thì mình sẽ thay vào. Đấy. Tương đương chỗ này thay div này vào đây. Rồi, bỏ hết đi. Cái class này không cần nữa, bỏ luôn. Rồi, cái if này mình vẫn để đấy nhá. Tiếp đến là cái phần là class item này. Rồi. V4 vẫn để đấy này. Bỏ class đi luôn này. Đấy, đoạn cuối này là cái div thay vào. Đấy nhá. Các bạn nhìn div này, đấy ở giữa là cái ảnh này. Đấy, còn cái chiều cao là các bạn có thể set đậy được, còn mình thì mình không thích set, mình thích để tự nó chạy nhá. Ok, sau đó các bạn gọi hàm này. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng này, nếu các bạn gọi trực tiếp như này nó sẽ không chạy nhá. Ví dụ này, sau khi mà ảnh đã lấy được bằng cái do thức get gọi lên lấy dữ liệu của API rồi, xong chúng ta gọi luôn ở đây. Chúng ta gọi luôn ở đây thì nó sẽ không chạy bởi vì nó mất thời gian phải load đã nhá. Chúng ta test luôn ở đây này. Các bạn gọi thì các bạn chỉ cần gọi Flex Image này thì chính là cái class mà chúng ta đang bao ngoài đây này. Đấy, xong rồi đến các cái đối tượng cụ thể này. Thì bây giờ mình chưa gọi vội nhá, mình sẽ để xem nó sinh ra như nào. Đấy, nào, bây giờ chúng ta sẽ enum lại để test nhá. Nào, xuất cụm từ Hà Nội. Submit ra này. Đấy, ảnh nó đang sắp xếp lung tung nhá. Rồi, bây giờ các bạn thử gọi cái hàm này xem. Gọi thì cấu trúc thì họ đã giải thích ở đây rồi. Đây, đây, đây. Là họ dùng cái selector của mình chính là cái thằng đối tượng của mình đang lựa chọn là thằng Flex Image này, cái class đấy. Đây, đúng không? Sau đó gọi thì dùng cái hàm Flex Image này họ viết sẵn rồi. Hàm này họ viết ở đâu? Họ viết ở trong này này các bạn này. Họ viết ở trong cái JS của họ này. Đấy nhá, thì mình chỉ việc dùng thôi. Nó cũng là một dạng thư viện đấy nhá. Thì mình copy như vậy mình chạy thử luôn. Sau khi mà lấy được dữ liệu rồi thì mình chạy thử xem nó như nào. Lại nào. Hà Nội. Đấy, nó không chạy, các bạn thấy không? Nó vẫn sắp xếp rất là lộn xộn, không đâu vào đâu cả. Mình chỉ search lại cụm khác nhé. Việt Nam. Đấy.
Tại vì bây giờ nó đã gọi một lần rồi cho nên là nó sẽ chạy, đúng không? Nhưng mà lần đầu tiên là nó sẽ không chạy. Mình F5 lại này. Vì nó chưa kịp nhận. Đấy, lần đầu nó sẽ không nhận đúng không? Bây giờ mình submit lại lần nữa này. Đấy, lần này thì nó nhận rồi, thấy không? Là do cái việc này này nó gọi sớm quá cho nên là cái lúc đấy ảnh nó chưa có cho nên nó chưa sắp xếp. Bây giờ mình sẽ phải làm nào? Các bạn sẽ nhìn vào cái view life cycle này. Nghĩa là vòng đời của một cái view JS. Đây, để xem mình xem nó view life cycle đâu. Đây rồi, đây. Các bạn nhìn này, nó sẽ chạy từ trên xuống. Các bạn nhìn nó sẽ là một cái quá trình là đầu tiên là khởi tạo view, sau rồi có before create và created. Đấy, cho nó cứ chạy như thế. Thì ở đến các cái hàm mounted này, này xong bắt đầu đến với hàm update. Khi mà sau khi mà nó mounted rồi thì nó mới updated. Thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng cái hàm updated là cái hàm mà sau khi tất cả các cái DOM đã được render. Đấy, đã được re-render, được chưa? Thì các bạn dùng hàm updated này. Đây, bây giờ các bạn cho cái này ra một cái function. Đây, gọi là init flex emit. Chỗ này thêm s là nhiều ảnh đây. Đấy, ok, function. Đó nhá. Các bạn gọi như này đúng không? Bây giờ các bạn muốn gọi cái câu này các bạn phải viết cái hàm update. Đây, thì các bạn nếu mà chưa biết cái hàm update đâu các bạn có thể search như mình, nếu mình search đây rồi nhưng mình có thể search lại này. Update function Vue.js đúng không? Updated nhé các bạn nhé, là cái hàm mà chơi trong cái live cycle này nó vẽ này. Updated này, đấy. Thì mình click vào đây. Xong mình tìm cái hàm updated ở trong này. Đâu rồi? Đây, đấy. Đấy thì các bạn chỉ cần copy cái này vào. Đấy. Nó viết sẵn rồi, thư viện nó có rất sẵn rồi. Đấy các bạn chỉ cần copy cái này vào và gọi cái hàm này. Đây. Đó, các bạn thấy không? Ở đây mình truyền giá trị mặc định là row 2 bằng 140 nhá. Thì các bạn nhớ lúc nãy mình đã nói rồi là họ có thể cho mình truyền các cái giá trị như row 2 180 này. Đấy thì mình truyền 140. Bây giờ mình sẽ xem kết quả ngay lần đầu tiên nhá. Nào chạy nào. Mình vừa F5 lại rồi, bây giờ mình sẽ search chữ Hà Nội ngay lần đầu tiên. Đó, các bạn thấy nó sắp xếp chưa? Ảnh sẽ không còn bị lộn xộn nữa, nó sắp xếp rất là đẹp do chúng ta đã xử lý bằng cách gọi cái hàm updated này là sau khi mà tất cả các cái DOM, các cái DOM này của thằng view nó render rồi thì chúng ta gọi hàm này nó mới đúng. Chứ nếu mà không nó chưa kịp render thì lúc đấy nó làm gì có cái DOM này mà đòi chúng ta gọi vào, đúng không? Bây giờ tôi lại F5 lại, tôi tìm cụm khác này. Việt Nam. Rồi, enter. Đó các bạn thấy không? Sắp xếp gọn gàng lúc nào cũng thế. Không bao giờ bị lỗi mà chúng ta không cần phải CSS luôn, đúng không? Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Các bạn thấy không? Lúc nào nó cũng gọn gàng, ảnh sẽ ship vào nhau. Rồi cái khung này mình bôi đen cái khung này lên để cho các bạn nhìn cho nó dễ nhá. Ok, cái khung flex image này mình sẽ cho một cái border. Đó, các bạn nhìn khung chưa? Cái ảnh nào mà nó không đủ dài thì nó lại tụt xuống, đúng không? Đấy. Mình cho cái khung này cho nó nhỏ lại tí nhá, cho nó phù hợp với cả. Đấy, 1000 pixel chưa đẹp lắm. Cho xuống 960. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ viết lại cái này vào trong một cái CSS của mình cho mình test lại xem. CSS đây, style đây. Rồi, mình copy nguyên cụm này vào. Rồi, bây giờ mình sẽ F5 lại nha. Nào, mình search chữ Washington này. Washington DC. Đó, các bạn thấy chưa? Ảnh nó lên rồi. Ồ, chưa thấy cái style nó apply cho thằng Fleximid này nhỉ? À, hay là cái file này nó bị kép, mình chạy F5 xem nào. Thử xem, rồi. Không thấy style nó apply cho cái cụm flex image này các bạn ạ. Mình kiểm tra cái biến style này xem nào. Đây, nếu mà bạn không thấy thì các bạn có thể kiểm tra lại cái file style này. Đó, nó bị kép đây này. Ồ, hay mình sửa nhầm file style đâu à?
Ồ, đây là mình sửa nhầm file style ở dự án khác, xin lỗi các bạn nha. Cắt nó đi. Đây, style đây. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta test lại xem nào. Đó. Việt Nam. Rồi, các bạn thấy không? Nó đã co vào rồi. Nhưng mà bây giờ cái độ dạng nó vẫn không đủ để đựng những cái ảnh khác thì nó vẫn bị thiếu chỗ thôi. Đấy, ok. Rồi, các bạn có thể thử xem thêm một cái vài số, một vài cái trang trang kết này xem hai incomplete last row of image object đấy, các bạn thử thêm một vài cái giá trị này của cái setting này là nó sẽ khác ngay nhá. Thì đấy mình chỉ hướng dẫn các bạn qua qua để các bạn có thể làm được, còn các bạn có thể thử thêm rất nhiều cái option khác để cho nó đẹp nhá. Ok, test lại lần cuối cùng này. Hà Nội rồi, ra rất nhiều ảnh đẹp đúng không, phố đi bộ cái nhỉ, phố đi bộ xem có các bạn gái xinh xinh không. Ô, không có ảnh anh em ạ. Ồ, walking cheese chưa, không ảnh thì các bạn nhớ sinh ra cái báo lỗi hay là gì nhá. Hiện tại đây thì mình không viết báo lỗi đây, các bạn nhìn mình sơ lại cái cụm này nay nó không giả về ảnh nhá, nhìn xem có thể để xem chỗ này nó có hiện ra đây không. Đây đấy, total không này, không có một ảnh nào cả, nhưng mà xem walking cheat thì lại có ngay đấy. Tổng tận 573 ảnh luôn này, bạn thấy không đấy, biết thằng này nó có tự giãn nhỉ. Ô, hay không đấy, tự giãn này. Ê, quá tuyệt vời không, thằng flex thì quá xịn luôn. Ok rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn có thể sử dụng cái flex image của thằng Pixabay này nó cung cấp nhá, khá là hay. Rồi, các bạn nhớ like và share cái bài viết này, cái clip này của mình nếu mà các bạn muốn cho nhiều người khác biết nữa nhá. Và nhớ là đăng ký kênh và ấn vào cái chuông này, chọn vào tất cả để mỗi lần mà mình đưa bài mới lên thì các bạn không bị missing, gọi là gì nhỉ? Có lẽ bị thiếu, bị không nhìn thấy ấy, các bạn không nhận được thông tin đấy nhá, bị nếu thiếu mất cái bài của mình đưa lên. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những bài lần sau.